đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân. Do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta thể chiến cho quê hương. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2150 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ tư của Tổng hội Phụ nữ Âu Cơ. Chị em Âu Cơ trên toàn thế giới hàng đêm cầu nguyện cho đồng bào thân thương tại quê nhà được hưởng hòa bình, tự do, cơm no, áo ấm trong một ngày rất gần. Đồng thời để vinh danh bà Nguyễn Thị Bé Hai, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trân và Nguyên Khải. Chưa đầy 3 tháng, gần 1 triệu du khách Trung Cộng đến Việt Nam. Vào cuối tháng 3 năm nay, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết số du khách Trung Cộng đến Việt Nam chỉ từ đầu năm 2017 đến nay, tức chưa đầy 3 tháng, đã lên đến khoảng 949.000 lượt, chiếm gần 1/3 tổng số du khách đã đến Việt Nam kể từ đầu năm là khoảng 3,2 triệu lượt. Họ tràn sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điều này đã làm nhiều người Việt Nam lo ngại về cuộc di dân khổng lồ có 102 trong lịch sử của người Trung Hoa đến Việt Nam. Có thể Trung Cộng đang áp dụng chính sách ngoại giao du lịch để gây sức ép chính trị với Hà Nội mà họ đã từng áp dụng với Đài Loan và Nam Hàn. Nhiều nguồn tin cho biết nhà cầm quyền Trung Cộng đã khuyến khích và tạo điều kiện thật dễ dàng cho người dân của mình đi du lịch Việt Nam. Tổng thống Trump xem xét việc đến Việt Nam để tham dự APEC. Hôm 1 tháng 4 năm 2017, hãng tin Reuters cho biết, theo lời ông Ted Osius nói với Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc đến Đà Nẵng, Việt Nam tham dự hội nghị APEC thứ 25 vào tháng 11 năm nay. Hãng Reuters cũng cho biết theo lời ông Trần Đại Quang, thì vào hôm 23 tháng 2, ông Trump đã gửi thư cho ông Quang khẳng định mong muốn tiếp xúc hợp tác. Cách đây 2 ngày, hãng AFP cho biết, theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách các nước bị nghi ngờ là đã góp phần gây thâm hụt thương mại của Mỹ. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào 2 ngày 6 và 7 tháng 4. Thứ Năm ngày 30 tháng 3, Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng ông Tập Cận Bình sẽ đến Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong 2 ngày tại tiểu bang Florida. Chương trình nghị sự sẽ bàn về các vấn đề toàn cầu, khu vực và song phương mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và Bắc Triều Tiên. Trước cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc về một loạt các vấn đề thương mại và ký các sắc lệnh nhằm xác định các vi phạm gây thâm thủng mậu dịch Hoa Kỳ. Đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đăng thư gửi Tổng thống Trump để lên án Trung Cộng. Trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Florida trong tuần tới, các đại diện cộng đồng người Việt tự do trên khắp Hoa Kỳ sẽ có một thư ngỏ gửi Tổng thống Donald Trump, Quốc hội Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo thế giới để bày tỏ quan điểm của cộng đồng người Việt. Thư ngỏ này sẽ được đăng trên báo Washington Times vào ngày 2 tháng 4, cực lực lên án và tố cáo trước công luận quốc tế việc Trung Cộng đã vi phạm rất nhiều tội ác đối với thế giới, với chính người dân của họ, với Hoa Kỳ, với các quốc gia nhược tiểu ở Á Châu, trong đó có Việt Nam. Thư ngỏ thỉnh cầu Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ các quốc gia tự do
cần có chính sách và thái độ cương quyết hơn, buộc nhà cầm quyền Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, trả lại chủ quyền Biển Đông cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mỹ không để yên cho Bắc Hàn tiếp tục gây hấn. Trong cuộc họp báo tại London ngày 31 tháng 3, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Bắc Hàn đang có những hành động tạo bất ổn như nổ thử nghiệm hạt nhân, phóng hỏa tiễn. Ông nhấn mạnh rằng những hành động này phải chấm dứt nhưng không cho biết Hoa Kỳ sẽ làm những gì. Ông Mattis thừa nhận mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ là Bắc Hàn chứ không phải Iran hay IS. Cũng ngày 31 tháng 3, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ quyết định trừng phạt 11 doanh nghiệp tại Mỹ chuyên cung cấp vật liệu, công nghệ và tài chính cho ngành công nghiệp quốc phòng của Bắc Hàn. Theo AFP, phần lớn những doanh nghiệp này có trụ sở chính ở Trung Quốc và ở Nga. Bộ Quốc phòng Trung Cộng trắng trợn tuyên bố làm gì có đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Năm 30 tháng 3 tuyên bố là không có cái gọi là đảo nhân tạo nào tại khu vực Biển Đông. Họ trắng trợn tuyên bố như vậy bất chấp cả thế giới đều biết trong thập niên vừa qua, họ đã bồi đắp nhiều bãi đá ngầm thành những đảo nhân tạo tại Biển Đông và xây dựng nhiều công trình trên các đảo nhân tạo ấy. Các công trình được xây gồm có các sân bay, cảng biển, căn cứ quân sự cùng nhiều loại cơ sở khác. Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn liên tục bác bỏ các cáo buộc rằng Trung Cộng đang quân sự hóa Biển Đông, nơi có tuyến giao thương hàng hải quan trọng trị giá chừng 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Kính thưa quý thính giả, để điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua, xin mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa đặc phái viên Hoàng Ân và phóng viên Trường An. Xin mời chị Hoàng Ân. Hoàng Ân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin chào anh Trường An ạ. Chị Trường An xin kính chào tái ngộ quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và xin chào tái ngộ chị Hoàng Ân. Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua có nhiều sự kiện đáng chú ý đã xảy ra và một trong những sự kiện này là việc blogger mẹ nấm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh. Thưa anh Trường An, anh có ghi nhận như thế nào trước việc bạo quyền Hà Nội phản đối Hoa Kỳ vinh danh blogger mẹ nấm ạ? Kính thưa chị và quý thính giả, ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm lễ vinh danh các phụ nữ dũng cảm trên thế giới, trong đó có blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bạo quyền Việt Nam đã giận dữ phản đối và cho rằng Hoa Kỳ đã thiếu khách quan khi trao giải phụ nữ can đảm năm 2017 cho một người mà họ cáo buộc là vi phạm pháp luật Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm 30 tháng 3, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc vinh danh mẹ nấm là không phù hợp và không có lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Mỹ. Kính thưa quý thính giả, xin nhắc lại là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số 13 phụ nữ trên thế giới được Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng giải thưởng Phụ nữ Dũng Cảm. Vào hôm 30 tháng 3 vừa qua, buổi vinh danh có sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Mỹ là Melania Trump, nhưng không có mặt mẹ nấm vì đang bị giam cầm tại trại giam công an tỉnh Khánh Hòa kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Theo cáo buộc của công an tỉnh Khánh Hòa thì mẹ nấm đã soạn thảo, đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống đường lối và chính sách của đảng và nhà nước, cũng như bôi nhọ cá nhân. Thế nhưng, theo khẳng định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì blogger mẹ nấm là người đã dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền, binh vực dân oan, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường. Kính thưa chị. Thưa anh Trường An, trong một diễn biến có liên quan thì vào hôm 30 tháng 3 vừa qua, tổ chức Frontline Defenders có trụ sở tại Dublin, thủ đô của Á Nhĩ Lan, đã chính thức công bố danh sách chung kết gồm 5 ứng cử viên cho giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017, trong đó có cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này để gửi đến cho quý thính giả của đài được tường tận không ạ? Kính thưa chị cùng quý thính giả, theo tổ chức Frontline Defenders có trụ sở tại Dublin, thủ đô của Á Nhĩ Lan, đã chính thức công bố danh sách chung kết gồm 5 ứng viên cho giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017. Cựu tù nhân lương tâm là Phạm Thanh Nghiên, đồng sáng lập viên của mạng lưới blogger Việt Nam, đã vinh dự được vào vòng chung kết cùng 5 nhà bảo vệ nhân quyền khác từ 4 quốc gia như Crimea, Nam Phi, Kuwait và Nicaragua. Đây là giải thưởng thường niên của tổ chức này nhằm công nhận các nhà hoạt động đã bất chấp hiểm nguy, tù đầy, thậm chí thường xuyên bị đe dọa đến mạng sống, đã có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và quảng bá nhân quyền tại quốc gia của họ. Phạm Thanh Nghiên đã trải qua 4 năm tù giam vì có những hoạt động ôn hòa
cổ vũ dân chủ và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Cô là người đã phanh phui sự kiện Hải quân Trung Cộng bắn giết ngư dân, cũng như sự ém nhẹm thông tin của nhà cầm quyền. Cô cũng là người đi tiên phong trong việc bảo vệ ngư dân. Được biết, trong tù, Phạm Thanh Nghiên vẫn không ngừng tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của bạn tù. Cô cùng mạng lưới blogger Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động đáng ghi nhận cho cuộc dân chủ hóa đất nước. Đặc biệt, trong khoảng một năm gần đây, nổi bật lên là cuộc chiến bảo vệ môi trường chống Formosa. Như vậy, sau khi mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là người phụ nữ quốc tế can đảm, mạng lưới blogger Việt Nam lại nhận thêm một tin vui nữa của Phạm Thanh Nghiên, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, cuộc chiến tranh chấp quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 ngày càng lan rộng và đã bước đến hồi cao trào. Thưa anh, tình hình không chỉ nóng lên xung quanh trận chiến truyền thông giữa các phe nhóm trong đảng, mà ngoài đời thường cũng nóng lên một cách bất thường. Anh có nhận xét như thế nào về vấn đề này ạ? Kính thưa chị và quý thính giả, theo tôi thì việc xuất hiện trở lại một lần nữa lá thư của ông Tư Cẩn, tức là Trịnh Văn Lâu, cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, cựu phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và Vĩnh Long, lại một lần nữa gửi đơn tố cáo cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ về cách hành vi lũng đoạn và tàn phá đất nước mới đây, cũng như sự đáp trả mạnh mẽ của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, cựu tư lệnh quân khu 9, gửi tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương Trần Quốc Vượng, tố cáo ông Trịnh Văn Lâu, tức là Tư Cẩn, vu khống, nhục mạ cá nhân mình. Đây là những con người thật, việc thật và là những bằng chứng mà người ta chắc chắn không thể ngụy tạo được. Điều đó cho thấy việc dùng những cán bộ về hưu để đánh đối thủ là một chiêu trò hết sức phổ biến, được sử dụng thường xuyên hiện nay trong tranh chấp quyền lực. Đây không phải là những vụ việc được phanh phui theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 theo yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà đây là những màn đấu đá giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vụ việc như thế đã và đang xảy ra ở mọi tầng lớp, ở mọi cấp độ. Kính thưa chị. Dạ vâng. Kính thưa quý thính giả, do thời gian có hạn nên Hoàng Ân và Trường An xin được tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả, hẹn gặp lại anh Trường An trong chương trình tuần tới. Thì một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Ân. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chánh, xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về P.O. Box 612882, San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, tính tới tháng 4 này, Cộng sản Việt Nam đã đặt ách thống trị lên toàn đất nước chúng ta được 42 năm. 42 năm là một thời gian dài trong một đời người, nhưng chỉ như một chớp mắt nếu so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Những triều đại hùng mạnh như Lý, Trần, Hậu Lê có những công ích to lớn trong việc giữ gìn, bồi đắp non sông gấm vóc, mà cũng chỉ tồn tại được khoảng 100-200 năm là một đổ. Đó là quy luật biến hóa, thịnh suy tất yếu của tự nhiên và lịch sử. Không một triều đại, một gia tộc hay một đảng phái, phe nhóm nào có thể cầm quyền mãi mãi. Nói gì đến những kẻ cầm quyền phản tiến hóa, chống lại nhân dân, dám cắt nhượng sông núi cho ngoại bang
và công khai tiếp tay cho giặc Tàu. Nhìn lại các diễn tiến lớn trong sự thống trị của Đảng Cộng sản trong 42 năm qua, chúng ta cũng thấy rõ xu hướng mục đổ, tan rã tất yếu của bè lũ độc tài Cộng sản. Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, giới chóp bu Cộng sản đã đồng loạt cùng nhau vơ vét, cướp bóc tài sản, chiếm dụng đất đai, nhà cửa, tư liệu sản xuất của người dân, giới doanh thương và các viên chức Việt Nam Cộng Hòa khắp các tỉnh miền Nam. Chúng cấm nhân dân miền Nam không được tự sản xuất, tự kinh doanh như trước đó, vì chúng cho rằng đó là phương thức sản xuất, kinh doanh bóc lột, thối tha của bọn tư bản dãy chết. Nhưng chỉ vài năm sau, năm 1986, Cộng sản đã phải chính thức kêu gọi người dân tự sản xuất, tự kinh doanh, qua những mỹ từ lừa mị mà chúng gọi là chính sách đổi mới, kinh doanh đa thành phần hay khoán 10 cho nông nghiệp để cứu đói, tránh khủng hoảng kinh tế, lan sang chính trị, có thể dẫn tới cơn phẫn uất toàn xã hội, khiến toàn dân vùng lên, giật đổ ách thống trị Cộng sản, ngu muội, ác độc. Từ chỗ thoá mạ, chống tiêu diệt tư bản tư nhân một cách quyết liệt và tàn bạo. Những kẻ Cộng sản chóp bu, gia tộc và thân hữu của chúng hôm nay lại là những nhà tư bản tư nhân kết xù, sở hữu các công ty tư, địa ốc và tài sản lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ Mỹ Kim. Đứng đằng sau các đại công ty, tập đoàn doanh thương, các quỹ đầu tư tư bản đình đám nhất Việt Nam hiện nay như Ngân hàng Việt, Vingroup, Sun Group, Masan, Quỹ Bản Việt, FLC, Mobifone, Viettel, FPT, TH đều lấp ló hay hiện rõ mặt các tên Cộng sản nằm trong Bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương. Trong suốt thập niên 1980, Cộng sản Việt Nam ra rã buộc tội, kết án, sỉ nhục những người vượt biên đi tị nạn tại Mỹ và châu Âu là những người phản bội tổ quốc, những kẻ chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ và tư bản dãy chết. Nhưng chỉ vài năm sau, Cộng sản lại gọi chính những người đã phản bội tổ quốc, đã chạy theo bọn tư bản dãy chết bằng mỹ danh Việt Kiều yêu nước. Cộng sản còn trải thảm đỏ đón mời những người đã bị vu tội phản bội tổ quốc trở về Việt Nam với điều kiện họ không chỉ trích, chống đối sự cầm quyền độc tài của chúng. Trong hơn 20 năm chiến tranh và nhiều năm sau khi cưỡng chiếm miền Nam, Cộng sản luôn tuyên truyền, nhồi sọ dân chúng, coi Hoa Kỳ là kẻ thù dân tộc, là tên đế quốc nguy hiểm. Nhưng ngày nay, tất cả toàn bộ giới chóp bu Cộng sản, từ Bộ Chính trị cho tới các cấp lãnh đạo tại các tỉnh thành, huyện, phường xã, từ cấp bộ tới cấp sở, phòng, đều đang tìm đường cho con cháu chúng kiếm việc, định cư tại Hoa Kỳ và các nước đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam, từ Hồ Chí Minh cho tới Nguyễn Phú Trọng, đều một lòng tôn Tàu Cộng là đồng chí, là người anh em chí tình, người bạn bốn tốt, đã giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Nhưng những sự thật bị lộ đã chỉ rõ Tàu Cộng chính là kẻ âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam chính là kẻ đã và đang tiếp tay nối giáo cho giặc Tàu. Những sự thật nghịch lý vừa kể chứng tỏ rằng cái nền móng cho quyền lực Cộng sản Việt Nam đã bị phá sản, sụp đổ hoàn toàn rồi. Nhưng tại sao chúng ta có thể kết luận như vậy, trong khi Cộng sản Việt Nam vẫn đang cầm quyền và ngang ngược áp bức dân chúng? Thưa quý vị và anh chị em, về quy luật chính trị, bất cứ một quyền lực nào muốn tồn tại cũng đòi hỏi phải có hai yếu tố nền móng. Thứ nhất là tính chính đáng của hệ thống, và thứ hai là sự kính trọng đối với con người lãnh đạo. Cộng sản Việt Nam không thể còn tính chính đáng khi đã lộ diện. Kháng chiến chống Mỹ chỉ là sự lừa dối nhân dân. Người Anh xã hội chủ nghĩa Bắc Kinh là một tên giặc xâm lược, và Cộng sản Việt Nam đã hiện rõ là một tập đoàn bán nước, cầu vinh, đang bảo kê cho giặc Tàu, xâm chiếm, tàn phá đất nước. Về sự kính trọng cá nhân lãnh đạo,
như chính anh chị em và quý vị biết rõ. Ngày nay, làm gì còn ai tôn trọng bọn lãnh đạo? Ngay đến tứ trụ hay ủy viên Bộ Chính trị đã bị người dân gọi chung là thằng, con. Thậm chí, nhiều người còn sổ toẹt gọi Hồ Chí Minh là Minh Râu hay Hồ Dâm Tặc. Nếu tiếp xúc nhiều với các tầng lớp bình dân trong xã hội, chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều ngạc nhiên và kỳ lạ hơn nữa trong thái độ dân chúng đối với Cộng sản Việt Nam. Đó là nội dung trong chuyên mục tuần tới của chúng ta. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín do ông Đặng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện. Kính thưa quý thính giả, những cái tin tức, những sự kiện liên quan tới tham nhũng thối nát ở Việt Nam hiện nay đã được nhiều người nói đến. Những vụ việc vừa xảy ra đã được nhiều thính giả gửi đến cho đài Đáp Lời Sông Núi của chúng tôi trong 2 tuần qua. Trong số này, đáng kể nhất là cái vụ phanh phui tố cáo khối tài sản kếch xù của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo cái những tin tức mà loan tải trên chính các cơ quan truyền thông của Đảng, thì ông Thơ và vợ là bà Nguyễn Thị Vân Anh sở hữu rất nhiều nhà cửa đất đai ở những cái nơi đắc địa đắt như vàng, như các khu buôn bán sầm uất, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, tổng cộng trị giá đến hàng mấy trăm tỷ đồng. Ở trong ấy thì chúng tôi nhận được thư của bà Nguyễn Thị Nga ở Nha Trang, bà nêu ra câu hỏi, và nhiều thính giả cũng có những ý kiến tương tự như vậy. Chúng tôi xin trích như sau: để tạo dựng nổi một khối tài sản khổng lồ như thế, một doanh nhân chân chính phải vất vả cả đời, và phải vất vả làm việc cật lực ngày đêm, chưa chắc đã có được 1/10. Vậy mà cặp vợ chồng quan chức này đã chỉ mất một thời gian không lâu lắm mà làm chủ được, thì phải hiểu là nó xuất phát từ đâu và bằng cách nào. Nhưng điều đáng nói ở đây là với khối tài sản khổng lồ và lồ lộ như vậy, vợ chồng ông Thơ không thể nào che giấu được. Vậy tại sao đến bây giờ báo chí mới phanh phui đặt vấn đề? Nguyên nhân nào dẫn đến việc phanh phui tố cáo này? Thưa bà Nga và quý thính giả, vâng, đây là một cái câu hỏi rất là lý thú. Dĩ nhiên là ai cũng đều biết, dinh cơ nhà cửa đất đai của vợ chồng ông Thơ là do tham nhũng hối lộ mà có. Thế nhưng đây không phải là cái vụ tố tham nhũng hối lộ bình thường. Ai cũng biết với cái tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền làm chủ nhân ông đất nước mấy chục năm qua, thì không phải chỉ có vợ chồng ông Thơ mà có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn gia đình các đảng viên Cộng sản trung cấp và cao cấp như ông Thơ trở nên đều giàu có nhờ tham nhũng hối lộ. Cái sự kiện này đã được chính các tay lãnh đạo đảng thu nhận, và gần đây nhất là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy nếu muốn vạch tội tham nhũng như vụ Huỳnh Đức Thơ thì có lẽ mỗi ngày phải có hàng chục, hàng trăm trường hợp bị vạch mặt chỉ tên. Thực chất thì đây chỉ là một cái vụ thanh toán chính trị có tính cách đấu đá phe phái, thanh toán nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương 5 mà trong đó chức vụ Tổng Bí thư có thể thay đổi. Đây là lúc mà các phe cánh tranh giành ảnh hưởng, trong đó vợ chồng ông Thơ là nạn nhân. Cũng trong cái vụ này thì thư của ông Lê Đức Bình ở Vinh đã nêu một cái sự kiện rất đặc biệt, chúng tôi xin trích như sau. Tôi cứ nghĩ với ông Nguyễn Bá Thanh, cai quản Đà Nẵng một thời gian dài, với chủ trương thanh lọc hàng ngũ, thì các đảng viên nắm giữ trọng trách tại địa phương sẽ gồm toàn những người tốt. Thế nhưng với vụ tài sản khổng của gia đình ông Thơ thì tôi mới sáng mắt biết mình hoàn toàn lầm, quá ngây thơ. Thưa ông Bình, trước hết chúng tôi cảm ơn ông đã thẳng thắn chia sẻ cái tâm tình. Về ông Nguyễn Bá Thanh, mặc dù ông Thanh đã từng phát biểu chống tham nhũng rất mạnh mẽ, nhưng bản thân ông thì cũng đã từng bị tố cáo hối lộ trong cái vụ án được gọi là vụ án rút ruột cầu sông Hàn năm 2000. Như chúng tôi đã trình bày trong câu trả lời vừa rồi, trong cái cơ chế độc tài đảng trị như tại đất nước của chúng ta, đảng đứng ngoài và đứng trên pháp luật. Đây là cái môi trường để cho các đảng viên kẻ cầm quyền tự tung tự tác. Tệ trạng tham nhũng
tất yếu sẽ phải xảy ra và sẽ chẳng khi nào chấm dứt được. Cũng liên quan đến cái nạn tham nhũng bè phái, chúng tôi nhận được thư của ông Trần Văn Dũng ở Nhà Bè, Sài Gòn, nêu ý kiến về vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh đang bị điều tra vì đã được thăng tiến thần tốc. Xin nhắc lại, đây là vụ được báo chí gọi là Hot Girl Sư Thanh. Tức bà Quỳnh Anh bị tố cáo là đã tư tình với bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nên được cất nhắc thăng cấp rất nhanh. Thư của ông Dũng, ông viết như sau: sau gần cả tháng báo chí đồn đãi tới lui mà mãi đến ngày 30 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa mới tiến hành điều tra vụ bà Quỳnh Anh. So với các vụ tham nhũng, bè phái khác thì vụ này quá nhỏ. Thế nhưng tại sao báo chí lại liên tục bàn tán, làm lớn chuyện như thế? Thưa ông Dũng, như chúng tôi đã trình bày ở trên, cái gọi là đánh tham nhũng tại Việt Nam cũng như tại Trung Cộng hiện nay không phải là để diệt tham nhũng mà là một phương thức để thanh trừng, loại bỏ đối phương. Đúng như trong lá thư trần tình của bà Trần Vũ Quỳnh Anh đăng trên Facebook của bà, và viết: một số người muốn lấy tôi làm con tốt để thực hiện một ván cờ không loại trừ yếu tố chính trị. Theo chúng tôi, cái ván cờ mà bà Quỳnh Anh muốn nói chính là cái việc hạ bệ ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Hiện tượng tranh giành cái quyền lực quyền lợi bằng các thủ đoạn tồi tệ này đang và sẽ tiếp tục diễn ra tại Việt Nam, chừng nào mà tập đoàn cộng sản mafia còn thống trị đất nước. Thưa quý thính giả, rất tiếc là thời gian có hạn, do đó chúng tôi không thể trả lời tất cả các cái thư tín liên quan tới cái vụ tham nhũng mà quý vị gửi vào đài. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi. Nhưng trước khi chia tay, một lần nữa chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn ông Nguyễn Trần Tin Tưởng, một thính giả ở Hà Nội, đã ủng hộ đài bằng cách bảo trợ một buổi phát thanh ngày hôm qua, thứ Bảy ngày 11 tháng 4. Sự yểm trợ của ông chẳng những có giá trị vật chất mà còn là món quà vô cùng quý giá đối với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, một cái tiếng nói đang gửi những tin tức về cho bà con trong nước của chúng ta. Chúng tôi trân trọng, kính chào, cảm ơn quý thính giả. Đằng Giang, quản nhiệm đài. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả hãy cùng với đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Bé Hai, sinh năm 1952, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2016 với bản án 3 năm tù giam, là một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.